em chạy bao nhiêu km thì mọi người sẽ ủng hộ nhân với lại cái số km mà em hoàn thành ấy. Mong muốn của em là càng nhiều km càng tốt, không phải để thể hiện bản thân mà vì mong muốn là càng cái cây số càng lớn thì cái số tiền tài trợ dành cho các em bé càng nhiều lên ạ. Cơ thể em gần như sập nguồn. Mình cũng có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng mà mình luôn luôn nghĩ chinh phục cái hành trình 24 giờ cho em. 162 cây ạ. Từng chạy địa hình 100 dặm tương đương 160 km, đạt top 10 chung cuộc nhưng chưa từng chạy đường trường hay còn gọi là road quá 80 km. Cũng chưa từng chạy liên tục trong 10 tiếng nhưng anh Phạm Đức Luân, 36 tuổi, sinh sống tại Hà Nội, một huấn luyện viên chạy bộ phong trào Kim Runner đã thực hiện một thử thách lớn nhất cuộc đời. Đó là chạy trong 24 giờ để quyên góp tiền ủng hộ cho các trẻ em vùng cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt thông qua hoạt động chạy bộ mang tên 24 giờ cho em. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Vượt Ngưỡng. 24 giờ cho em đi. Mình cứ cho đi ạ, mình có những cái gì mà mình có thể cho đi và có thể hỗ trợ được ấy thì mình cứ cho đi. Còn thực sự là không biết bao nhiêu là đủ. Bản thân em nghĩ là mình có sức khỏe đến đâu, mình có tài chính đến đâu và mình có cái tâm đến đâu thì mình thực hiện nó đến đấy. Miễn sao mình cảm giác vui vẻ và hạnh phúc nhất với cái điều mình làm thôi ạ. Ôi mọi người. 162 cây ạ. Tất cả với những anh chị mà đã đồng hành cùng với em, chạy cùng em, cổ vũ, support cho em, cũng chỉ mong muốn là đem lại cái giá trị tốt đẹp nhất đến cộng đồng thôi ạ. Chính xác là bộc phát ạ, cơn bão Yagi. Nó đến rất là bất ngờ, có nghĩa là hầu như mọi người không dự đoán là cái mức độ thiệt hại nặng nề của nó lớn như vậy. Cái thứ hai là sau trận bão lớn này thì diễn ra cái tình trạng là sạt lở, lũ lụt rất là nghiêm trọng, rất nhiều tỉnh miền Bắc ảnh hưởng cực kỳ lớn. Thì em nghĩ là mình có một chút ảnh hưởng và mình được nhiều người ủng hộ thì tại sao mình không dùng cái sự ảnh hưởng đấy, dùng cái sự ủng hộ đấy để gom lại và đem đến cho những người thiếu may mắn hơn ạ. Khi mà em chạy đến cây số tầm khoảng độ 80-90 thì em cũng ngồi ở điểm support, cũng chia sẻ với mọi người là cái câu chuyện là đau đớn hay mệt mỏi chắc chắn là không bao giờ không tránh khỏi được. Không có ai chơi thể thao mà không có đau đớn và mệt mỏi cả. Quan trọng là mình chấp nhận nó và mình điều hòa nó để cho hướng tới cái mục tiêu mà mình mong muốn đạt được. Em gặp lại tình trạng mà em đã từng gặp phải khi thi đấu ở cự ly 100 mai ở năm 2022 ở trên Sapa. Đấy là em không ăn được dinh dưỡng, dạng như kiểu trào ngược dạ dày ấy, và nó đào thải toàn bộ dinh dưỡng ra ngoài và khi đấy cơ thể em gần như sập nguồn. Và nó là một cái trạng thái lơ lửng và rất là khủng khiếp. Cũng có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng mà mình luôn luôn nghĩ về cái hành trình mà mình muốn thực hiện ấy. Nó rất là ý nghĩa và mình cố gắng ở trong cái khả năng của mình đi ạ. Mình không thể chạy nhanh, mình không thể chạy nhiều thì thôi mình chạy ở cái mức độ vừa phải với cái khả năng thực trạng sức khỏe mình ngày hôm đấy. Thành thật thì tất cả các anh chị runner khi mà thi đấu hoặc là thử thách một cái challenge gì đấy cho bản thân mình, luôn luôn mọi người sẽ có giây phút nào đấy xuất hiện trong đầu là cái suy nghĩ bỏ cuộc, dừng lại hay tiếp tục đấy. Nhưng như em nói rồi, mình sẽ xuyên suốt về cái mục tiêu của mình và cái đấy là cái điều tối thượng để giúp mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất. Em có đủ cái trải nghiệm và em đủ cái tích lũy để em có sẵn sàng đương đầu với nó. Còn cái câu chuyện là người nhà mà gàn mình ấy, khi mà họ thấy cái mục đích rất là tốt đẹp mà em muốn truyền tải tới mọi người thì lúc đấy tất cả người nhà của em, chỉ bạn bè anh em thân thiết thì dồn mọi cái khả năng của mình vào để hỗ trợ support cho em thôi, chứ mọi người không có can ngăn hay là bỏ em từ bỏ nữa. Mà lúc đấy thì mọi người chỉ dục một điều duy nhất, đấy chính là ngủ đi, ăn đi và lấy sức để chinh phục cái hành trình 24 giờ cho em. Mục đích của em là sẽ liên hệ với điểm trường nào có cái sự ảnh hưởng lớn nhất và sẽ có thể là sửa sang cơ sở vật chất để cho các cháu có thể vào học sớm nhất. Vì thực sự là em thấy là có nhiều điểm trường vẫn hiện tại vẫn đang ngập lụt. Về bản chất là em muốn đầu tư cho giáo dục, nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi tư duy, thay đổi môi trường sống và các bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nếu mà em gặp các em nhỏ thì em sẽ chỉ bảo tụi nhỏ là hãy cố lên và hãy biết ơn. Cho đi là còn mãi và hành trình 24 giờ cho em đã thu hút được đông đảo sự ủng hộ, đồng hành của các runner chạy bộ phong trào.
lan tỏa được những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa lớn lao. Hơn 152 triệu đồng là số tiền anh Phạm Đức Luân quyên góp được sau hành trình chạy 24 giờ với hơn 162 km. Tuy chưa phải là quá lớn, nhưng là hành động cao đẹp rất đáng ghi nhận trong tình cảnh cả nước cùng chung tay giúp bà con vùng cao vượt qua bão lũ, trở lại với cuộc sống bình thường. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.